Chào mừng bạn đến với luật vì chân lý thêm ít. Nên bảo hành bé trai 3 tuổi sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào? Theo thông tin chúng tôi cập nhật được, ngày 15 tháng 8, Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Trường Giang, 25 tuổi, ở xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam về tội giết người. Giang bị cáo buộc đã hành hạ, đánh đập rồi nhốt bé trai NHD. 3 tuổi, ở xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân vào tù cấp đông nhằm tức đoạt mạng sống của nạn nhân. Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, vào 23 giờ 15 ngày 13 tháng 8, khoa cấp cứu chống độc, bệnh viện Nhi Trung ứng tiếp nhận bé trai 3,5 tuổi được chuyển đến từ bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hà Nam với chẩn đoán suy hô hấp hạ thân nhiệt chấn thương vùng đầu mặt cổ, bệnh nhi được chuyển lên có công an đi cùng, nghi cháu bị bảo hành. Có thể thấy, hành vi của Giang quá tàn ác, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe bé trai. Theo thông tin cung cấp ban đầu, đối tượng dùng búa đập đá sau đó dùng dây giày thít cổ và nhốt cháu bé vào tủ đông. Rất may mắn, gia đình đã kịp thời giải cứu bé và đưa đi cấp cứu ngay trong đêm. Đến hiện tại, sức khỏe của cháu bé đã ổn định để có căn cứ xử lý đối tượng cơ quan điều tra cần làm rõ động cơ mục đích ý thức chủ quan năng lực chịu trách nhiệm hình sự của đối tượng giang từ những thông tin nêu trên quan điểm về vụ việc trên từ những nhận định ban đầu chúng tôi thấy rằng hành vi giết người của đối tượng giang có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật cụ thể tại điểm b n tiêu khoản một điều 123 bộ luật hình sự với khung hình phạt từ từ 10 năm đến hai năm tù trung thân hoặc tử hình Bên cạnh đó, nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì đối tượng Giang sẽ thoát án tử bởi theo khoản 3 điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù trung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm, nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy. Chúng ta hãy cố gắng kiềm chế cảm xúc mỗi khi nóng giận, cố gắng hạ cái tôi khi có mâu thuẫn xảy ra, đừng vì một chút ngông cuồng, một chút sĩ diện mà gây ra hậu quả không đáng có cảm ơn các bạn đã lắng nghe hãy liên hệ với luật vì chân lý the nếu gặp vấn đề về pháp lý cần tư vấn nhé